vậy nè. Ôi trời. Ôi. Dạ 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 dạ. Bự. Thì sao? Ôi bệnh cái chê. Nhà cái bố ơi. Cả nhà. Cả nhà mình nha. Dạ cũng 4 giờ chiều ông bà cô chú ơi, làm xong hai bố con vô tiếp tục xuống sông đi câu cá đó cả nhà ơi, mùa nước đang cạn. Hai cho con đi đại luôn, sẵn câu đợi nước lớn cả nhà. Hôm nay cá nó ăn yếu không bà cô chú ơi, có thời gian cũng tranh thủ đi làm nữa. Làm như là nó bể gì á, câu hai cho con vô câu rồi người ta câu quá trời luôn rồi, đêm nào quay cả nhà cũng thấy cần thủ trên lộ, có hai cho con vô dưới sông cần thủ hai bên lộ lì hết trơn. Cá nó cũng nhát ăn cả nhà. Giờ đi về nước cạn thì không ai câu nè, mà chắc cũng khó cá có ăn mà câu đại đại nước những lớn lên coi sao cả nhà. Hôm nay hai cha con không có khi nào câu được nước những lớn vậy. Thì đầu video chứ cũng gửi là chúc tốt lành cả nhà mình nghe, chúc bà cô chú anh chị em thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Cả nhà chơi ủng hộ cha con xin một like, một đăng ký để cho được phát triển nha cả nhà. Để ra vỏ đựng câu có vui với nước uống. Hôm nay thì đèn lưỡi câu, thức ăn rồi dụng cụ để đem theo đi câu thôi nha cả nhà ơi. Rồi, rồi cái gì giới thiệu cả nhà vậy đó, đi kiếm bãi bến đồ câu cái có cá ăn là vô quay cả nhà mình xem nha. Trời, nó mại có một cái một vụ cái phen luôn cả nhà, tưởng đâu nước cạn không ăn, vui vừa định thả câu ra ngoài sông nghe gì đâu, trong này nó ăn. Trời, nước cạn rồi. Đầu lấy lên mới khó nè. Bự không mà làm thấy ghê vậy. Thử lấy cái gầm khiêu. Trời, mới vừa tới chỗ. Giá kèo rồi. Ôi cá bành kia. Cũng vừa hả cả nhà ơi. Nó hận ăn. Ăn như đúng dầu vậy. Có thấy nó cạn khô rồi, con không có thả vô. Ba vô không thả vô, có nhà chừng thước nước vậy hả bà? Ừ. Tới công chuyện luôn. Vừa mới vừa tính thả ra ngoài chưa kịp thả đó, ba vô cũng là ế. Gị xuống luôn hả? Gị ép xuống luôn. Đứt cái vụt cái phen đầu luôn. Ơi. Ngon lành cành đào. Mẹ không có gì hết nước hết trơn. Rồi. Thằng ăn cá là chắc bự à. Ba vô dính nữa rồi cả nhà. Đi luôn. Bự chắc thấy thèm lắm. Nó thật chứ hiểu rồi chứ mắc cười. Đó là tại nước cạn quá. Trời ơi. Có cái lỗ một câu á, trâu á. Trọng mày. Trọng. Tưởng nó nhỏ. Coi cũng được. Ừ, được chứ. Tạt, con lấy nó tạt cái đọt. Tẹp, 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 tí, 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 nhỉ, 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 không có từ. Bây giờ, hai chú rồi cả nhà. Mặt thù luôn mày. Nó ăn gì mắc cười. Rồi con giật con cá nữa cả nhà, không biết bự nhỏ không biết. Cái gì xíu hả? Rồi gỡ thả luôn. Chảy gì mà vô nhưng mà không thấy cá bự ra cả nhà. Cá nhiều xíu à. Cá ăn nữa. Hả? Quay qua đây. Thích rồi. Trời ơi sao thấy giật mạnh lắm mà. Trời. Trời ơi xích rồi cả nhà ơi. Ô trời. Ô. Bây giờ nó chết.
dạ bự bự. Thì sao? Câu lỗ, ê cân chừng gãy thằng câu. Câu cân đủ. Ấy bớt vô. Ồ, đồ nó ngon. Ồ, tôi biết con cá đã. Ồ, ngon. Nắm đuôi nè. Lật cái bé. Ồ, đồ cá quá trời ngon cả nha. Hết biết mập luôn cả nhà. Nuốt luôn. Để tôi gỡ cá này cả nhà. Nãy giờ hai cha con câu ngoài cũng hết màu luôn cả nhà, còn cá con kìa không. Chết luôn. Hết biết đã ăn cả. Mập quá trời hả bà ha. Bụng cái nào. Hết biết mập luôn trời. Rồi, để vô gỡ cái con. Rồi ba vô dính cả nha. Vô chưa kịp lớn cá của vui nữa là cần ngoài của ba vô dính nữa rồi. Bự ba. Cá dậy được cậu móc vô tài cái quá đào. Ui cũng trọng nghe. Bây giờ được cậu móc đào quá. Ui trời. Nãy giờ phải thấy lần này thì ngon ừ. Ra đeo à, dạ. Ra đeo theo mấy con cá ngoài. Lưỡi cầu sắn một cái lúc lưỡi cầu luôn đó nha. Đeo là mấy con cá bự không ngoài. Đeo luôn đó mấy con cá con quá thấm. Thù ơi. Đỡ một con luôn ba. Cái nhà cá vô dính trong lỗ luôn. Cá này nó mập. Hết biết ngon đó mà ha. Cá ngon sợ. Dạ bóc hai ba dấu luôn bà cô chú ơi, thốn luôn. Tưởng là con đứa con cá dù đếm luôn rồi thấy mập lù. Ba còn mồi không? Thấy nó dãy sắn vô giò con giấu nữa nè. Móc ngang hay chưa ba? Nãy giờ đeo ở ngoài không chứ nãy giờ mà lúc chiều giờ lại hai cho con vô chậm lỗ rồi cũng ngon rồi hả bà ha. Thấy cá nó ra nước nó nhẫn lớn, cá ngớp ngoài quá trời. Hai cho con bỏ ra ngoài câu. Ông câu lỗ. Trời ơi toàn là cá giật dính cá chốt nữa, hết có biết. Nó tóm một câu luôn mà câu dính đuôi cá chốt nó ghê. Dạ dở cũng dở lên dính đuôi cá chốt vui thì vui dính cá chốt ăn dính luôn trời hết biết chứ tôi có chờ dính cá chốt trời ơi lục ở trong này sao thôi dở cầm nhau ngồi trong lục bệnh ngốc nhận cá hết biết ngon cả nhà mập cũng thiết mập luôn mập nhìn cá vô đếm ừ nãy con giật nó con tướng cái vô đếm quá trời mập ngon nha cả nhà ha. Rồi bây giờ mất mồi lại cái mình câu tiếp rồi cả nhà ơi. Cá ăn cả nhà ơi. Bự ba bự không mà làm dữ rồi ba. Để con dở. Câu lỗ khó ấy. Ôi bành cái chê. Cái chê. Trời ơi. Đùi tới nữa. Đùi chê đúng không? Tưởng đâu có cái vô. Vô hả? Vô cái chê chập bá luôn đó cả nhà. Ôi đất ơi. Mày hả bự. Thì chứ giật cái chân hết nhăn quắn. Có cái trở không cả nhà? Câu lỗ trong này nè. Trời cái chê. Béo gẹt liền hả bà? Kéo mày gẹt kìa. Biết à, nhiệt. Bự nhỏ mà nhiệt cái nhẹo quá. Nhiệt trời. Câu lỗ này khó. Khó khăn thiệt chứ. Có chuyện gì trời ơi vậy dạ. Mà nó làm cho dữ vô cá nhỏ rồi nhỉ. Câu lỗ là dính cá khó đem lên thiệt.
thấy cái tạc nhẹ nhẹ không. Vậy bữa nay cá cũng ngon vậy cả nhà, cá ngon không nè. Nhiều thôi kết thúc luôn đi ba, dỡ cái bọc lên coi có con nào trốn chứ các bạn ơi. Về luôn các bạn, nhỏ luôn ăn yếu ngồi đợi lâu đắt quá. Thành quả bữa nay cả nhà phải vớt con đây con ra. Ba dục quá sập con chụp con ảnh hả, dục quá sập lên con cá ăn cái xìu cả nhà, ngồi ngâm ngon lắm quá. Nay cái cá cũng ngon ngon thôi là cả nhà. Kết thúc clip về đừng có nhà, em bữa nay được thêm em cá chê ngon đó nha, cá chê này nướng hồi về nướng cho đâu còn than đâu nữa. Rồi xin phép kết thúc video đây luôn cả nhà, về luôn con bà cô chú anh chị em ơi. Này câu hết mồi luôn, dính được nhiêu đó cả nhà. Còn cục mồi nhỏ dục vô cho nó luôn. Ok 1 2 3 7 con cá chê với con cá chê cả nhà. Thành quả nhiều đó đó. Câu từ hồi 4 giờ chiều tới giờ đó cả nhà. Rồi, vui ông bà cô chú anh chị em xem thương cha con vô, hồi cho con vô xin một like với một đăng ký để kênh được phát triển hơn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Xin chào, hẹn gặp lại ông bà cô chú trong những clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha. Quá ngon nha cả nhà nha. Cá bự bự không à.